Motorola phiên bản 2022 có bút nha. Có bút. Đó, đã chưa? Màn hình 6,8 inch. Con này RAM 6 GB, bộ nhớ 128 GB nha, Full HD cộng pin 5000. Chip là 695, rất là mạnh luôn. Đây anh tu tu 400 mấy chục ngàn nha. Chơi được hầu hết các game. Đó. Hầu hết các game đều chơi được. Pin 5000 cực kỳ trâu. Android 12, 13 gì á. Android 13 đã sẵn sàng nè. Nó kêu bấm cập nhật nè. Android 13 đó, bấm cập nhật ngay nè. Đã chưa? Trải nghiệm Android 13. Em có đúng 5 con nha. Có đúng 5 con đó nha. Ừ. 6 GB. Này chỉ có một SIM thôi, nhà mạng của Mỹ mà. Một SIM. Vân tay hả? Chắc vân tay trong màn hình hay sao? Mở khóa khuôn mặt ha. Bảo mật nè, phương thức khóa màn hình vân tay nè. Ví dụ vân tay mở khóa đi. Hiển thị tất cả nội dung rồi, thiết lập mở khóa vân tay. Định vị cảm biến trên nguồn cạnh thiết bị à. Vân tay bên đây nha, vân tay bên nút nguồn luôn. Vừa là nút nguồn vừa là vân tay. Đó, nói chung là ok nha cả nhà. RAM 6 GB, bộ nhớ 128, 3 camera 50 pixel. Đó, 6,82 inch. Dưới 2 triệu 7 là có nha. Dưới 2 triệu 7. Rồi, ví dụ bấm cập nhật luôn. Rồi, cho nó lên 13 luôn đi. Đó, Android 13 nha. Gum gốc, gum thuần, Google. Đó, cài sẵn cho cái nhà 200 kênh TV và